Nghiêng ra sau, chờ bóng chạm vào, chạm xong nhớ điều chỉnh cái đầu vợt thôi, đủ rồi. Khớp cổ tay và cái đầu vợt. Rồi. Tăng tốc thử. Đúng, thoải mái ra, cổ tay. Đúng. Rồi, anh hất qua đường thẳng. Đúng. Đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Lại là tôi, là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Hôm nay tôi xin giới thiệu. Xin chào các bạn, tôi là Quân Nguyễn. Hôm nay tôi 44 tuổi. Tôi là trưởng phòng của công ty Manulife Việt Nam. Hôm nay tôi đến để học kỹ thuật hất ngắn cổ tay cùng với thầy Long. Cảm ơn các bạn. Xin mời các bác, các cô chú, các anh chị cùng nhau xem buổi hướng dẫn và chỉnh sửa kỹ thuật hất thuận tay trên bàn bằng gai ngắn của tôi và anh Quân như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập kỹ thuật là hất hoặc flick thuận tay bằng gai ngắn hay còn gọi là gai cong. Rồi anh thử tăng tốc độ. Đúng. Rồi. Rồi vấn đề khi anh hất an toàn, anh hất tốc độ chậm thì thấy quả bóng nó vào bàn nhiều, nhưng mà khi anh tăng tốc độ lên nó xuất hiện vấn đề. Ý là khi anh tăng tốc độ lên là hiện tại anh đang dùng sức của cái tay nhiều. Khi anh muốn tăng tốc độ là cái lực chính là ở cái bàn tay và cái cổ tay. Thì khi vào bóng á, 1 bước lên, 2 xoay hông ra. Khi vào bóng là gì? Mình chạm vào, tập trung toàn tâm vào cái cổ tay của mình là chính. Khi vào và anh sử dụng cái cổ tay. Anh nhớ là gai là nó ít ma sát hơn mút, nên mình không có chủ động mình lăn nó nhiều, nó dễ bị trượt bóng. Anh cần phải chạm vào quả bóng đã. Nếu xoay xuống, anh có thể hơi ngửa mặt vợt ra phía sau một chút, anh chạm phần dưới bóng. Sau khi chạm xong, anh dùng cái ngón trỏ. Anh chú ý, anh choàng cái ngón trỏ lên. Cái ngón trỏ và ngón cái nó sẽ ngược chiều. Khi mình choàng cái ngón trỏ lên, đó, ngón cái mình tì xuống, thì mình sẽ tạo được cái lực gặt choàng của cổ tay vào. 1 bước lên, 2 xoay hông, 3 hất. Rồi làm lại. Đúng. Đúng, quả đó anh bị với tay. Thường cái lỗi này lỗi rất là nhiều người bị, là thấy bóng ngắn thường hay với tay sát lên, cùi chỏ hở ra là mình sẽ bị vào vai. Nên nhiều khi mình hất mình cảm giác nó hơi căng ở cái vai. Cố gắng giữ gần thắt lưng và không cần vào sát bóng vì bóng nó ở đây. Anh nhớ là nó còn ra một cái nhịp thứ hai, mình đứng ở ngoài mình chờ nó lên. Nãy lên đỉnh cao nhất, bắt đầu mình xoay hông, mặt vợt chạm vào xong mình mới choàng. Đúng. Rồi bây giờ anh bỏ vợt xuống, anh thử bỏ bóng. Không, anh đừng ở chủ động, anh chồm lên chụp. Anh đưa tay anh hứng nó, chờ nó rớt vào tay của anh. Đó. Chờ nó rớt vào tay của anh. Đó, rồi anh cầm vợt lên, chờ quả bóng nó tự chạm vào vợt của anh mới lật. Đó. Đó, thì cái đó là anh lật được cái cổ tay rồi. Và khi anh muốn tăng lực, anh chỉ việc là anh lắc thêm cái hông thôi, trái bóng nó sẽ nhanh. Đó. Nên có nghĩa là đánh gai hay đánh mút, mình đừng cố dùng sức của cánh tay. Cảm nhận kỹ thuật đúng thời điểm. Đó, đúng rồi đó. Giữa cái chờ bóng chạm vào mặt vợt của anh, nó khác với anh chủ động, anh lao lên, anh hất nó. Anh thấy rất là khác nhau, đúng không? Đúng. Đúng, cái lưng anh hơi đứng thẳng nên cái lực nó còn hướng lên. Gấp lưng xuống, hướng 45 độ, đó. Cúi lưng xuống.
Đúng. Rồi, em thử ha. Giao bóng. Đánh bằng tay rồi. Đừng dùng sức của cái tay. Đúng, lắc hông. Dùng sức tay anh ơi. Cổ tay. Rồi, bây giờ anh giao ngắn. Xoay xuống sang bên phải giùm em. Em sẽ hất bằng cái gai ngắn, gai cong. Rồi, anh chú ý em nha. Một, bước vào. Hai. Đó, anh thấy không? Cái tay em vẫn giữ sát cái cơ thể. Thật sự em phát lực bằng hông. Còn cái cổ tay em chỉnh hướng thôi. Chỉnh cho nó qua lưới thôi. Chứ em không cố đánh mạnh bằng cổ tay. Đó. Rồi anh thấy nó sẽ khác nha. Cái này em đánh mạnh bằng cái tay nè. Anh thấy không? Thường mình cứ cố đánh mạnh bằng cái tay nó sẽ rất là dễ hư. Còn khi anh xoay hông này, anh sửa điểm rơi rất dễ. Cái hông làm cho cái cơ thể anh nó dẻo và nó thoải mái. Còn nếu mình không có cái hông á, mình tập trung cái tay á, là mình khó sửa điểm rơi lắm. Rồi bây giờ anh hất thử tự do điểm rơi ra hai góc. Đúng rồi. Đây, anh thiếu cái độ choàng nè. Bước lên, bước lên, bước. Rồi cái đầu vợt anh lên cao là nó dễ sụp. Anh phải ngang cái đầu vợt xuống, nghiêng ra sau, chờ bóng chạm vào, chạm xong. Nhớ điều chỉnh cái đầu vợt thôi, đủ rồi. Khớp cổ tay và cái đầu vợt. Đó. Rồi thử nha. Bóng bước, bước vào, xoay hông, lắc, đúng. Bước vào, xoay hông, lắc, đúng. Đầu vợt, thấp đầu vợt xuống, đúng. Đúng, đó, anh chú ý đầu vợt. Tại đầu vợt mình cao quá, khi mình vào á, là bóng nó sẽ xu hướng nó cắm xuống. Cái đầu vợt anh xuống thì anh mới điều chỉnh cái vòng cung nó dễ. Đúng, đó, anh tập trung vào khớp của cổ tay rồi đó. Xoay hông ra, mở cái hông ra phía sau mới sửa dễ. Đúng rồi, mở cái hông ra, khi xoay vào mình mới sửa. Còn mình cố mình bẻ cái cổ tay mình sửa điểm rơi bằng cánh tay, nó cảm giác nó bị cứng lắm, không có thoải mái. Đúng, bước vào xoay hông. Đúng, đầu vợt cổ tay. Đúng, chạm vào choàng. Quả đó ngửa lên rồi. Choàng nè, xoay choàng. Anh lưu ý là cái choàng á, là để cho cái bóng nó vòng thấp xuống. Nhiều khi mình vào thẳng mạnh quá nó dư, hoặc mình ngửa lên nó cao. Nên cái choàng á, và cổ tay cực kỳ quan trọng là chỗ cái choàng nè. Nhìn bóng, chạm đã. Đúng. Rồi quả đó anh hất xong đứng rồi. Vẫn giữ nè. Giữ cái lưng mình gấp 45 độ. Khi trước khi đánh và sau khi đánh vẫn phải giữ được cái lưng gấp 45 độ. Đúng. Để tay trên bàn, không có hạ tay nhanh. Đúng. Xoay hông thoải mái ra. Thả lỏng cổ tay, lắc. Đúng. Rồi tăng tốc thử. Đúng. Thoải mái ra cổ tay. Đúng. Rồi anh hất qua đường thẳng. Đúng. Cổ tay, cổ tay. Đúng. Đường thẳng nó ngắn hơn, anh phải càng gọn tay hơn nữa. Nếu anh hất bằng cẳng tay nó sẽ dư. Đúng. Cổ tay mở ra. Choàng, đúng. Anh hơi đẩy cẳng tay, anh thả lắc nắm lại một tí. Để tay trên bàn. Nắm lại anh, tay anh hơi dư á, thiếu cái điểm dừng. Có nghĩa là anh phải có một cái mục tiêu trên bàn nữa. Mình phải dừng nó lại ở đâu. Mình tăng tốc độ thôi, chứ mình không có tăng sức mạnh. Đúng. Tốt. Tốt.
Sau buổi tập thì anh Quân có cảm giác như thế nào về kỹ thuật hất cổ tay trên bàn bằng gai ngắn của mình? Sau buổi tập hôm nay thì tôi thấy cái cải thiện cái cú flick ngắn trong bàn thì nó gọn hơn và hiệu quả hơn nhiều. Tỷ lệ vào bóng cao hơn và an toàn hơn. Xin chân thành cảm ơn là anh Quân đã tin tưởng và tập luyện tại Tee Long Club. Nếu các bác, các cô chú và các anh chị thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe, nút đăng ký kênh và nút chuông để không bỏ qua những video hướng dẫn tiếp theo và ủng hộ cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Và nếu các bạn có nhu cầu về dụng cụ bóng bàn hay tập luyện tại Tee Long Club thì xin hãy nhắn tin cho tôi qua số điện thoại. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn những video hướng dẫn tiếp theo.